Xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình có bắt hai con gà tre để mình làm cái món gà tre kho sả ớt nha. Cũng có nhiều bạn comment kêu hai anh em mình làm cái món đó nha. Đây, gà thì mình cũng có mần sạch rồi, là mình lửa là với rượu. Gà này lát cái mình chặt á là mình không có quay nha. Bên đây thì mình ăn kèm có thêm mớ này là rau rau kèn cua. Sao không có con cua kỳ ạ Mộc? Với bên đây có dĩa ớt với đồ để rác cái mình ướp nha. Đây, sáng mình nhổ được mớ sả nữa, rác cái mình bào vô á, mình cho vô kho sả ớt. Hồi bữa nay nó gió, đố Mộc biết chứ gió này là sao? Gió này à? Trưa trưa mà gió vậy là nước đang lớn á, nước lớn là có gió à. Cái rau đàn cua này để rác cái mình ăn chung với gà nha. Còn gà này bây giờ để mình chặt cái nè. Cái này mình làm sạch nha Mộc. Ồ, mấy cái đùi này rác phải chặt kỹ nha Mộc. Đây, để này để em chặt cái đi. Rồi, để anh cắt mấy cái đùi gà nha. Bữa nay đùi gà mini Mộc ơi. Đùi gà thịt với đùi gà lá. Với ở đây thì mình cũng có chặt rồi nè. Tại vì mấy cái clip trước á, mình có quay gà bị ấy nhiều, mình không có quay chặt nha. Gà ở đây mình cũng có chặt ra nè. Mấy con gà này nó chạy bộ, nó nhìn nó săn hả Mộc? Ha. Dạ. Đó, mấy cái đùi này nãy anh chặt ra mình, cái đùi này. Cái sả này giờ để mình bầm vào. Lát cầm cho ăn cái này là Mộc ơi. Cái gì ăn? Hả? Cái gì ăn? Có một con nằm kế bên nè. nó đi ra ngoài ruộng mà nó bắt theo con chó nữa. Mà nó khôn ha, nằm ghê ha. Nằm im nha. Gà kho sả ớt là phải có ớt nha. Cái này bầm để lát cái mình vô mình kho. Cho nó lên cái dĩa luôn. Mình cho xin trái ớt nha. Ôi như đây ăn mặn á Mộc. Cho đây Mộc. Nó rồi giờ để cái này để anh em mình qua kho gà cái còn rau càng cua này á tí nữa mình để mình ăn sống luôn nha. Sống rồi mình chấm vô để cái rau này mình đi rửa. Cái mớ rau càng cua ngon ha. Cái rau càng cua này á mà cả nhà biết làm cái món gì nữa không? Mình luộc cái hộp cua hả, hộp vịt. Mình luộc cái hộp vịt á rồi cái mình xếp lên mình bóp giấm á, ăn chung với cái hộp vịt mà mình luộc cái hộp đào á ngon. Mấy cái rồng cua này ăn sống ngon. Còn hơi bắp giấm, bắp chanh này để đi rửa. Đây, tỏi nó cũng vàng hết rồi á. Mình cho gà vô mình phi nha. Mình xào sơ nó cái. Bữa nay là có cái nồi đất mới nha. Rồi luôn đầy cái nồi đất luôn rồi Mộc ơi. Cái này gió lớn quá lớn cái. Nó lâu sôi. Cái này để mình xào cho nó săn cái. Nằm im nghe, bữa nay có đùi thiệt là Mộc nha.
Đó, thấy cưng không? Dạ. Ôi trắng như con mọc luôn nè. À. Nó anh là anh khoái ăn mấy cục này là mọc. Đó. Cục đó là ở trong cái đùi anh. Ừ, ngay cái đùi mình chặt á. Thịt ngay cho nó cũng săn nữa. Nó săn à. Mình đã không? Mình xào cho nó săn vậy thấy không? Ôi. Thứ gì chịu nổi mà thôi. Rồi, bây giờ mình đi chợ nghe. Ở đây mình cho đường. Rồi luôn nửa chén luôn Ngọc ơi. Mình cho tí muối vô. Mình cho miếng mắm vô. Cho nước mắm vô cho nó thơm á. Rồi luôn nửa chai nước mắm luôn rồi Mộc. Cái này mình cho thêm nước màu như là Mộc. Mình cho vô nha. Cho nước màu vô nó có màu. Miếng nữa đi. Cái cục này nó đu vô cái đôi đũa luôn rồi. Cho nó thấm lên, cho thêm miếng nước vô. Nữa sao đu hoài vậy? Cho miếng nước vô. Gió thổi mà nước nó bay qua mấy bên bển không hay không Mộc? Chưa. Cho thêm miếng xả vô nữa nha. Để nó bay. Rồi. Mất tiêu mấy con gà luôn rồi. Để đây mình nấu riu riu á. Cho nó thấm cục thịt gà. Để mình đẩy cái nắp lại. Gà kho xả kho dưới nồi đất nha. Đây, kẹo kẹo vậy nè, mình chừa cái nước á để lát cái mình chấm rau. Cái đùi nó lặn mất tiêu rồi, nãy giờ anh chiếm cái đùi rồi. Đẹp không Mộc? Dạ. Đẹp không? Lên màu không? Lên màu gì? Để anh chiếm cái đùi. Mới vừa mưa xong luôn á. Mưa quá trời luôn. Mới vừa tạnh. Tạnh rồi. Vừa tạnh là cái nồi gà kho xả nó chín luôn nè. Rồi, giờ để mình nhắc xuống. Hồi nó mới nói tạnh mưa lắm hả? Ở đây thì trước tiên mình xin giới thiệu cái bàn. Cái bàn này là mình chặt tre về mình đóng rồi nha. Đây nè. Mình đóng nó hơi xấu một tí nha cả nhà. Có gì này đóng để mình ngồi cho nó rộng á, mình để đồ ăn nó cũng ấy nữa. Cái này thì mình làm bằng tay không mà nó hơi xấu mấy cái cạnh nè Mộc. Quay cái bàn Mộc. Không. Phê cái bàn mới. Phê cái bàn mới trước. Với ở đây á thì thịt gà nè. Thịt gà mình cũng có cho lên nè để mình ăn cơm. Với đây cũng có cái bắp chuối mình đập dập dập á, rồi mình nặn chanh vô cho nó trắng ha. Nó bị đen. Dưới đây bên đây á, mình ăn cái rau càng cua. Mà con bé Mộc nó bỏ thêm cái này là lá gì Mộc? Ngò gai. Cái rau càng cua này mình ăn sống nha. Mình chấm. Để anh múc ra. Cái thứ quan trọng mà anh không giới thiệu. Nào. Cơm. Cơm. Mà anh giới thiệu rồi. Nè, anh múc gà ở đây nha. Cái lát mình gấp. Thấy không Mộc? Trời ơi, nó thơm, nó bụng quá. Tại cái mưa á, là cái nó hơi tối tí xíu nên quay không thấy quay có gì cả nhà xem mấy nha. Nên mình chừa nước lên đây mình chấm.
này múc để bên đây cho bé Mộc nè. Anh cho nguyên dĩa này nha. Có dĩa con gà nữa. Rồi anh đi chợ cái đùi trước rồi để lát nó vô dành. Gấp cái đùi rồi, mình xin mời cả nhà nha. Mình kho á hơi mặn mặn tí xíu để mình ăn cơm, mình chấm với rau luôn nha. Chấm với rau cua. Ông mưa cái bẫy luôn. Mấy cái rau cua nó non chẹo luôn. Cái này mình khỏi lặt lại. Chấm vô đây nè. Sáng á, mình ăn với rau ăn cua, mấy Mộc nó xin thêm cái bắp chuối nữa. Mình có bẻ thêm bắp chuối nữa nha. Rồi, anh làm thử miếng bắp chuối của em luôn nha. Bẻ chỗ này. Chuối của em chấm với cái này là hết sảy. Trắng nõn luôn không? Chấm vô đây luôn. Ngon. Cái bắp chuối á, mình có cho chanh vô á, ăn cái chấm vô thịt kho á, nó có gì chua chua mà thơm mùi xả nữa nha. Vô ăn cơm bé Mộc, nó bụng rồi. Dạ. Nè, anh cho cái đùi nè. Cho nguyên cái bắp chuối luôn nha. Bắp chuối nãy mình có bẻ ra nè. Mời cả nhà ăn với hai anh em mình nha. Bẻ anh để đây ha. Dạ. Bẻ ra nè, cầm này chấm vô. Thịt anh có bỏ bên đây nè. Thịt nó mềm, anh nấu cái này vừa ăn rồi nè anh. Hôm nay ăn mấy tô? Nó hết luôn. Cái gà kho sả này nè, mấy cái rau hành cua mình chấm vô á, cái nó thơm lắm nè. Rau càng cua rồi mình có đậu lòng nữa, tí xoài cóc rồi mình chấm vô chung cũng được. Cái bắp chuối này là nãy anh xin ở cặp mé kinh nha. Anh xin rồi. Không biết sao anh đồng ý hay. Mấy cái ruộng mưa mới vừa xong á, mới xả xong á, gặp cái đám mưa lớn à, bơm nước chắc ra
để nó ngập lúa. Chấm gì ngon hết không? Ngon. Mưa xong cái vòng vòng cái chòi nó bẫy luôn. Kho xả cho vô nhiều vậy, nó thơm lắm không? Dạ. Mấy cái bắp chuối á, mình ăn với cái đậu kho vậy nè. Cái mình bào không thôi, mình đập dập dập vậy nè. Mình nặn cái chanh vô, ăn nó có cái vị chua chua đã lắm. Nè, không biết phải ăn cái gan cho cái gan nè. Đó. Ăn kia không? Cái gì vậy? Rồi, vô mẹ. Cái bút câu dịch chứ gì? À, sao cái mẹ già, dây già. Nó bị già. Con lựa mấy chỗ non non á. Em ăn mấy chỗ non, chỗ này nè. Chỗ này nó non. Nè, cái miếng non anh bẻ nè. Mình còn bẻ. Cái gà kho xả này ha, hồi nãy mình cho nhiều ớt mà ông bé Mộc nó ăn bình thường. Có ca không Mộc? Đó, bớt cơm. Nãy giờ anh ăn nhiều chén hơn á. Anh có biết không? Có. Anh biết chén. Hả? Ai biết?
thấy tim không? Ăn này không? Mất tiêu rồi. Kiếm. Ủa tim nè. Anh kiếm cái mù câu. Hồi nãy mù câu anh chặt nó xíu à. Tại trứng mưa cái mình quay nó hơi tối thui à. Phải ăn mấy cái thả không? Ăn không? Mấy cái thả không? Không thả vô thơm ngon không? Thôi tới đây mình cũng xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã qua xem video kênh VT Nam. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Mình cả nhà. Nhớ like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh VT Nam nha cả nhà.